Đấy. Các bác nhìn thấy chưa? Bắn cách ngắt vân tay. Đấy, và xem vẩy này. Không rơi ra được không? Không rơi ra. Như vậy chính vào tay. À, xin chào các bác nhé. Hôm nay muốn giới thiệu các bác một cái hoa mà mới nở ở vườn nhà mình. Nó là một cái dòng mà lan cũng khá là dễ trồng. Đấy. Nó là họ hàng nhà, cùng họ hàng với thiên nga. Đấy. Tên của nó là cát tum. Thì ngày xưa mua cái dòng này về trồng thì thấy là rất dễ trồng. Đầu tiên người ta bảo đây là cây thiên nga, nhưng mà cuối cùng về trồng thì nó thành cái loại này. Nó không phải là thiên nga, nó là cát tum. Thiên nga thì nó có cái một cái mùi hương thì tuyệt vời hơn. Đấy, thì tí mình sẽ phân tích sẽ hai cái loại lan này để cho các bác anh các chị em chơi lan biết thêm một chút về cái dòng lan cát tum thiên nga như này. Thì còn một cái rất là đặc biệt, tí mình sẽ các bạn xem video sẽ biết cái đặc biệt của cái dòng lan này. Hôm nay rất vô tình là mang xuống và trời nó mưa, cho nên là khi mà động đến cái miệng này này, nó đựng nước thì mới ghé nước cho nó chảy ra thì phát hiện ra một cái rất đặc biệt của loại lan này. Tí chúng ta sẽ cùng phân tích cái loại lan này, cách trồng rồi các cách chơi. Thế và cũng xem cái đặc biệt của nó nhé. Đợt trước thì tôi có mua được một số cái loại mà đầu tiên là thưa các bác là chính xác là đi mua thiên nga đấy. Đấy, mua tất là thiên nga đấy, nhưng cuối cùng là mua cây nhỏ, thế khi mà giờ nó ra hoa thì nó ra cái dòng cát tum đấy. Thì hai cái loại này là về cái thân lá này các thứ nó rất là giống nhau, nên là những người mới chơi, kể cả là những người đã có thâm niên về chơi ấy, chứ chắc là cũng đã phân biệt được cái dòng hai cái dòng này đâu. Tại vì hai cái thằng này nó là họ hàng với nhau gì đấy, nên là cái hình dáng ấy, nó giống nhau lắm. Thì chỗ này là độc là cát tum này các bác ạ. Đấy, các bác nhìn thân lá này. Đấy. Đấy, và cách phân biệt nhá, thì khi nó ra hoa các bác ạ, thì đây các bác nhìn này, cái cần hoa ấy, là nó xuất phát tại gốc của những cái giả hành này, của những cái cây này. Đấy, nó xuất phát ở cái gốc. Đấy, nó ra đây các bác, đây nó đều xuất phát ở gốc. Đấy, thì là cát tum. Thế còn dòng thiên nga thì nó cái xuất phát nó khác tí, tôi sẽ quay cái thiên nga cho bác xem. Đấy, thì trong cái dòng cát tum này thì là nó như vậy, màu hoa thì rất là đa dạng các bác ạ. Từ theo thống kê là nó có cỡ khoảng một chục màu đấy, xanh đỏ rồi vằn rồi cốm rồi trắng rồi cái thứ là đều có hết đấy. Có nghĩa là trong cái khoảng 10 mặt hoa có màu sắc khác nhau. Thì cái hoa thì đây các bác xem. Đấy, cái cấu trúc hoa nó như thế này. Đấy, thì quay rất cận cảnh đấy các bác nhìn ghé này nhá. Thì tại sao người ta gọi là cát tum thì cái hoa nó khác cái thiên nga. Đấy, thì cái cát tum với hoa nó như này. Có thể người ta hay gọi là ví von là con ngáo ộp. Trông nó như cái miệng con trai đấy. Đấy là gọi là con ngáo ộp. Thì cái họng này đấy, thế cần cái ở giữa này này, cái nhị này, này thì nó không giống như cái mỏ con thiên nga, cho nên nó được gọi là cát tum. Chứ thiên nga thì nó hình giống hệt cái đầu con thiên nga đấy. Đấy, tí sẽ có cái cách đối chứng để các bác giờ nhìn thật kỹ. Đấy, màu sắc thì đấy, như nói là rất là đa dạng. Thế thì về cái cách trồng cái cát tum này ấy, với cả thiên nga thì nó trồng cách trồng giống nhau thôi, trồng rất là bình thường, trồng bằng vỏ thông rồi xỉ than rồi các thứ. Đấy, trồng bằng xỉ than cũng rất tốt các bác nhé.
nó tận dụng là đỡ tốn kém, mà trồng thì cũng cây cũng phát triển tốt, đấy là rất cũng rất dễ trồng. Đấy, về hai cái loại này thì về cái giá trị nó có khác nhau cũng khá nhiều. Nếu mà thiên nga thì đắt hơn cái cát tum này. Đấy, như ngày xưa mua thiên nga đấy toàn ra cái này hết toàn bị lừa đấy, nhưng lúc bé thì nó lít nhít như thế này thì mình không phát hiện ra được vậy. Nó kể cả đến bây giờ mà để cái thiên nga bên cạnh này cũng còn khó khăn mà xác định ấy. Mình cũng không thuộc lời nhà thực vật học, cho nên là cái sự mà giống nhau đến 99% này là rất khó là phân biệt. Đấy, và đây này thưa các bác, là về cái chất trồng nó chỉ có thế này đấy, bỏ thông này, đây là trồng cái bỏ thông này. Đấy. Thế rồi một chút rêu này, ghim nó vào cái thân, nó có mầm nó mọc ở cái các cái nách đấy, nhân giống ra. Đấy thì cây nó như thế này. Đấy. Và thưa các bác, ở trong cái dòng thiên nga ấy, đấy, như cái này là khi mua là được giới thiệu đây là thiên nga đen đấy. Đấy, thiên nga đen này hồi lúc bé là mua rất là mắc, đắt lắm. Thế mà hiện bây giờ thì chưa thấy cái gì cả, chưa thấy hoa. Cũng ở mầm gốc đây cũng thấy nhú nhú rồi đây này, nhưng mà không biết đây là mầm hoa hay là mầm gọi là mầm cây. Đấy. Thì lúc nào nó dài được một chút thì phát hiện ra cái dòng thiên nga đen thì là cực đắt. Đấy, hiện bây giờ rất là đắt. Đấy, thì hy vọng là nó cái này nó đúng là thiên nga đen, chứ không là nó rất là phí tiền, tại vì mua là tiền, là mua tiền của thiên nga đen. Và đây trước mắt các bác là một cái chậu thiên nga. Tôi quay tại vườn của một anh bạn cũng cùng chơi lan. Nhà mình thì đấy, như vừa nãy nói là mua thiên nga như thành cát tum hết, cho nên là không có cây thiên nga nào. Thì đây các bác cận cảnh các bác quan sát cái thiên nga này. Đấy, thì cái cấu trúc hoa nó khác hẳn. Các cánh của nó là cánh đấy như cánh sen, rất là đẹp. Và nó bay lên, nó căng lên. Thế và cái nhị của nó thì nó thành một cái hình đầu con thiên nga. Rất là giống 100% luôn đấy. Phải nói là cái thiên nhiên tạo hóa ra nó lại có những cái mà nó lại giống như thế, mà cái trí tưởng tượng của những người chơi lan ấy là nó cũng rất là cao. Nhìn nó rất là giống như vậy. Và cái tên của nó là thiên nga. Thì như các bác quan sát thì nó khác hẳn với cái thằng cát tum, là cái bông hoa của nó là nó mọc từ thân, giữa thân ra, các nách ở lá, ở thân. Đấy, nó mọc hoa ra, chứ nó không như là cát tum thì mọc từ gốc. Đấy, như vừa nãy chúng ta quan sát cái cát tum trước, cái thiên nga này thì là nó mọc từ thân. Mà cái hoa của nó thì đây là một màu, trong cũng rất là nhiều màu, 10 màu ấy, của thằng thiên nga. Đấy, thì màu này cũng đặc trưng, sô-cô-la nhìn cũng khá đẹp. Mà cái đặc biệt của cái thằng thiên nga này là cái mùi thơm các bác ạ. Cái mùi thơm thì nó sung sướng lắm. Ngửi nó thơm, nó dễ chịu, mà như kiểu là mình cũng muốn là cắn đó. Nên là phải nói là nó có một cái mùi thơm rất là đặc biệt. Bông hoa thì bền, nở rất là bền. Nở tại vì cái cánh hoa của cái dòng thiên nga cát tum này nó rất dày. Cho nên là nó rất là bền. Đấy. Đấy như các bác nhìn cái cấu trúc thân đấy thì nhìn nó cũng không khác gì cái thiên nga nhiều lắm, cái cát tum nhiều lắm, nên là phân biệt rất là khó. Thế nên là chúng ta mà có đi mua ấy thì chúng ta nên mua vào cái dịp mà nó có hoa như thế này thì 100% là thiên nga hay là cát tum. Khi nếu mà mua cây giống thì đấy, như tôi chưa nói trước là đều bị không biết là người bán người ta nhầm hay là người ta cố tình nhầm cho mình thì không biết, nhưng mà nó khác hẳn, nó không đúng như cái lúc đầu khi ra hoa chúng ta mới phát hiện ra là nó cái không phải là cái hàng thiên nga của mình mua, mà nó đều là cát tum. Đấy thì các bác để ý. Vâng, thưa các bác, bây giờ chúng ta quay lại cái bông cát tum.
cũng như cái tiêu đề vừa nãy nói là cái sự đặc biệt của cái loại hoa cát tum này, thì cũng là tình cờ như lúc đầu nói đấy, là nghiêng cái miệng hoa nó đựng nước thì nó bắn ra cái nhị này, đầu tiên là giật mình không biết nó là cái gì, nó dính rất là chắc vào tay các bác ấy. Đấy mà vẩy nhá, vẩy mạnh nó cũng không khó ra lắm, rất là chắc, bám rất là chắc, thì nó bắn ra là nó thành có một cái nhựa trắng trắng ấy. Thế khi mà ta mới đấy nó khô một chút thì nó dính rất là chắc. Đấy, hai cái bông này thì vừa dậy nãy thì chúng ta đấy có hai cái nhị ở tay rồi, thì mỗi bông nó có một cái như thế. Đây các bác sang cái bông thứ ba này, các bác nhìn này. Đấy nó bắn luôn sang tay các bác ạ, thì nó bắn sang nó thành có cái nhựa trắng trắng ấy mà nó rất nhanh khô, khi nó bám vào cái thì thời gian rất ngắn là nó khô luôn. Đấy và khi có cái bọc ở bên ngoài vẩy ra thì nó có cái hình như thế này. Đấy trông rất là ấn tượng mà nó dính rất chắc các bác ạ. Đấy phải nói là nhiều người có thể biết rồi, nhưng mà riêng tôi thì hôm nay lần này tôi mới biết, nên là thấy nó rất là lạ. Đấy, đấy vẩy mạnh như vậy thì nó mới bắn ra được một cái. Đấy rất là lạ. Đấy, cái đặc biệt của loại bông hoa như này. Bây giờ mình đổi tay sang tay bên này, cả bông này nó còn một cái nữa thôi, đấy, ba cái này hết rồi. Thế thì sang cái bông cuối cùng, đây các bác nhìn này, đấy nó lại bắn sang luôn. Đấy bắn sang xong là dính luôn vào tay, dính rất là chắc. Đấy bên ngoài nó bao bọc một cái vỏ bọc đấy, thế nhưng mà khi mà nó vẩy, mình vẩy tay này thì nó sẽ đấy, đấy nó sẽ bắn ra. Đấy đây là còn có thành cái nhị này, trong cái nhị này nó có hình như hai cái thùy màu vàng đấy, và nó to bằng cái hạt gạo ấy, bằng cái hạt gạo. Đấy khi mà chỉ một giây vài giây là nó đã dính chặt và vào tay của tôi, mà vẩy thoải mái, vẩy rất là mạnh nhưng mà nó cũng không ra. Đấy đấy là tự nhiên để phát hiện cách đặc biệt của cái phương thức nhân giống của cái dòng cát tum này. Thì cái cách nhân giống bằng gốc thì chúng ta đều biết là nó gọi là sinh sản vô tính. Thế còn cái bằng hoa này thì gọi là hữu tính. Thì cái này nó sẽ nhờ cái con côn trùng mà khi vào bông hoa hút mật ấy, thì khi mà vào đúng cái điểm hút mật ấy, thì cái nhị nó sẽ bắn ra và nó sẽ dính vào cái người, cái con côn trùng đó. Thì cái con côn trùng này nó sẽ hút mật sang bông hoa khác, thì nó cái nhị ấy, nó sẽ có phấn và nó sẽ thụ phấn cho cái nhụy hoa của bông kia, và nó thụ phấn được và đơm hoa cái trái, sau này nó sinh sản bằng một cái phương thức như thế này. Đấy, thì đấy là một cách mà rất là đặc biệt. Đấy, cái thụ phấn thì nó rất là nhiều loại, bằng gió rồi các thứ, nhưng mà cái bằng côn trùng này thì cũng rất là nhiều loại, nhưng mà nó lại bắn ra mà nó dính vào cái con côn trùng, sau đó là nó mới dính chặt vào, và con côn trùng nó sẽ mang cái đó đi thụ phấn cho những cái bông hoa bên cạnh, thì nó mới là cái sự độc đáo riêng, bám rất chắc các bạn. Đấy thì có thể rất nhiều người đã biết cái này, nhưng mà lần đầu tiên mình biết cái loại mà kiểu như thế này rất là độc đáo các bác ạ. Đấy, thì cái loại cát tum và thiên nga này thì chúng ta cũng nên sưu tầm các bác ạ, về trồng để thưởng thức những cái đặc biệt của thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Chúng ta cứ sưu tầm được càng nhiều những cái mà loại lan dễ trồng, với phát hiện ra những cái gọi là độc đáo của cái dòng từng dòng lan, thì nó cũng thấy thú vị. Thì chúng ta đã nói chuyện là giới thiệu với nhau 10 phút. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác vào các clip sau. Xin chào các bác nhá.